giới thiệu với mọi người, đây là một cái thùng túi mù mà Gen đã tự làm đây. Tới đây thì các bạn sẽ hỏi là túi mù là cái gì? Nói một cách đơn giản, túi mù là một cái túi bí mật, mình không biết bên trong nó sẽ có cái gì. Nhưng mà hôm nay túi mù tự chế của Gen có một điểm rất đặc biệt, đó là nó có những cái gợi ý. Mà gợi ý này thì cũng có thể đoán được, cũng có thể không đoán được. Thôi thì mình thử sức nha. Túi mù đầu tiên có những gợi ý như sau: bông gòn, trắng hồng, chòm sao và tóc đen dài. Nghe lạ lùng ghê. Tới đây là tôi đã rất là tò mò, không biết bên trong có cái gì rồi đó. Sau một hồi nghịch nghịch ở bên ngoài thì bây giờ mình xé ở bên trong ra xem nha. Ta-da, trời ơi, đúng là có một cái mái tóc rất là đen dài nè mọi người. Mà tới khúc này tôi cũng thấy hơi sợ sợ á. Tại vì tự nhiên có nguyên mái tóc đen dài thấy ghê ghê làm sao á. Tiếp theo nữa nha, cái này liên quan đến chòm sao, trắng hồng và đặc biệt là làm từ bông gòn thì chắc là một em gấu bông. Một em gấu bông có mái tóc dài đen và ta-da, em nói đi nè, đúng thiệt là có một làn da vô cùng trắng hồng luôn nha. Rồi lại còn liên quan đến một chòm sao nữa. Mọi người nhìn cái ký hiệu trên người của em nó và bình luận cho Gen biết đây là chòm sao nào nha. Như Gen là không có rành mấy cái này đâu. Đố mọi người, đây là cái gì? Ta-da, đây chính là túi mù tự chế mà Gen đã tự làm đó nha. Ở bên ngoài là những cái gợi ý về nhân vật ở bên trong để mọi người có thể đoán nè. Ok La, hãy cùng đoán với mình nha. Nhân vật đầu tiên thì có tóc dài. Cái gì mà có tóc dài đây ta? Rồi lại màu cam, mềm, êm và liên quan đến cung hoàng đạo. Cũng khó thiệt chứ không hề dễ đâu đó nha. Nhưng mà nếu với những bạn nào mà xem kênh của Gen thì có lẽ cũng sẽ lờ mờ đoán ra được đó. Bóp vào thì thấy mềm mềm nè. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu xé ra để cho mọi người xem bên trong có gì. Ta-da, nguyên một cái mái tóc dài có màu cam rồi nha. Vậy là đúng với hai dữ liệu ban đầu là tóc dài và màu cam. Còn lại là mềm êm và liên quan đến cung hoàng đạo. Sẽ là cái gì đây, cái gì đây? Ta-da, một bé búp bê cung hoàng đạo. Xin muốn xỉu luôn. Nhưng mà mọi người cho Gen hỏi, đây là cung hoàng đạo gì đây ta? Bình luận ở phía dưới nha. Hai cái túi mù đầu tiên á là đã liên quan đến hai em búp bê cung hoàng đạo rồi. Như vậy thì còn cái túi mù thứ ba này sẽ là cái gì đây? Ok La, chọn đại một cái nè. Thấy cái túi này có nhiều hình trái dâu dễ thương cho nên là mình sẽ chọn cái túi này. Để xem là em nó có những gợi ý gì nha. Đầu tiên là liên quan đến trái dâu, con gấu, phản diện, nổi tiếng. Trời ơi, cái này là những cái gợi ý rất là sát sao luôn á mọi người. Mà nó cũng khá là dễ. Mình nghĩ là có một số bạn đã đoán ra được em nó là cái gì rồi đó. Nếu mà đoán ra được thì nhớ để lại dưới phần bình luận ngay từ bây giờ nha. Chứ đừng có đợi tôi xé ra rồi mới bình luận đó. Ta-da, mới mở ra một cái là ta nói thơm cái mùi dâu ngọt ngào kinh khủng luôn. Và em nó chính là một em gấu dâu lớt xô. Mấy cái em gấu này có một điều rất đặc biệt là mấy em nó rất là thơm mùi dâu luôn á nha mọi người. Bạn nào mà đã từng chơi mấy em gấu này rồi thì sẽ biết nó có một cái mùi dâu siêu siêu ngọt ngào. Mà em nó ôm một cái quả dâu trước ngực như thế này nè, siêu cưng luôn. Đúng với những cái gợi ý luôn nha. Đó là liên quan đến trái dâu, là một con gấu, nhân vật phản diện và rất nổi tiếng. Chuẩn không cần chỉnh luôn đó. Tới giờ khui túi mù trước khi đi ngủ rồi nè. Nguyên một thùng, lần này mình sẽ chọn cái gì đây? Đây đây, thấy cái túi mù này nó cũng dễ thương cute và đặc biệt là có rất nhiều những cái dữ kiện rất là lạ. Không biết mình có đoán ra được hay không đây. Đầu tiên là liên quan đến thú cưng, có lông rất là dữ. Mà còn chảnh nữa chứ, trời đất ơi, không biết cái này là cái gì mà công nhận là lạ lùng thiệt. Bây giờ để mở ra xem sao. Tới đây thì các bạn đoán ra được đây là vật gì. Đầu tiên là có cái lông trắng trắng mềm mềm nè. Liên quan đến thú cưng có lông và rất là dữ và chảnh. Tèn 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 tèn, em nó chính là một bé mèo. Không biết là mèo nhà các bạn sao á, chứ mèo nhà Gen là rất dữ và rất chảnh nha. Một bé mèo siêu cute, cưng ơi là cưng. Và bé mèo này thường xuất hiện trong những video của Gen đó. Và thành quả mà mình có được sau khi khui túi mù đó chính là một bé mèo siêu cute. Gen đã tự làm cái thùng túi mù này, có tổng cộng là 10 gói túi mù. Để mỗi ngày trước khi mà mình đi ngủ thì mình sẽ khui một túi đó mọi người. Đúng là cái thùng này tôi tự làm nhưng mà làm lâu quá cho nên mình cũng quên mất bên trong có gì luôn á. Để xem dữ kiện ngày hôm nay nha. Đầu tiên là có màu xanh dương, có lông, mềm mại. Và đặc biệt là một chi tiết vô cùng đáng sợ, có sừng. U là trời, ai đã cắm sừng em nó vậy? Để mình kiểm chứng xem em này có mềm mại hay không nha. Bóp vào thì thấy em này khá là nhỏ nhỏ và cũng khá là mềm mại đó. Rồi giờ có màu xanh dương và có lông thì mình sẽ đoán là em đó là một em gấu bông. Trời ơi, tới đây nhìn cái màu xanh mà xinh muốn xỉu luôn. Trời ơi, cái màu xanh yêu thích của tôi. Trời ơi, sao em nó dễ thương quá vậy? Đã vậy còn có thêm mấy cái hạt cườm lúc lắc ở trên này nè. Đây là một cái đồ móc khóa đó mọi người. Và đặc biệt là có sừng, sừng của em nó đâu rồi? Đây nè mọi người, một cái sừng bé xíu xìu xiu. Trời đất ơi, cái sừng này thì hù được ai? Siêu cưng luôn, công nhận là cái em này dễ thương thật sự. 10 điểm. Khui túi mù thôi. Nguyên một cái thùng túi mù luôn nè. Ok La, mình sẽ chọn cái này nha. Có mấy quả dâu cute. Để xem em nó sẽ có những gợi ý gì đây. Đây là một vật có màu hồng, rồi có lông, có tóc
và liên quan đến trái dâu. U là trời quá chừng dâu luôn nè, không biết là bên trong này có cái gì đây. Từ những cái gợi ý kể trên thì không biết là mọi người tới đây có đoán ra được món gì hay không ta. Tôi thì cũng quên luôn rồi cho nên là cũng không biết món gì luôn á. Xé ra thử xem sao. Tên tèn, thấy có màu hồng rồi đó nha, và có lông, có hình gấu dâu Lotso. Vậy còn dữ kiện liên quan đến tóc là cái gì đây ta? Để mình mở tiếp ra xem. Ta-da, đây là một cái băng đô. Thì ra liên quan đến tóc là như vậy. Công dụng của em nó là giữ cho tóc tai gọn gàng khi mà rửa mặt, cho nên hàng gì là liên quan đến tóc. Công nhận là cái băng đô gấu dâu Lotso này siêu cưng luôn á nha. Vừa đẹp vừa tiện, lại rất cần thiết trong cuộc sống luôn, và rất đúng với những dữ kiện đã đưa ra của túi mù. Nếu mà các bạn thích mấy cái trò chơi túi mù này thì nhớ bình luận cho Gen biết, Gen sẽ làm thiệt là nhiều luôn. Bên cạnh đó thì mình cũng sẽ lên video để giới thiệu cách làm để cho mọi người có thể làm tại nhà và chơi nha. Lần này thì Gen sẽ khui một cái túi mù với rất là nhiều sao đủ màu hết. Và những dữ kiện của ngày hôm nay, đầu tiên là tóc dài, hai màu, hoàng đạo, mềm, cộng êm. Nhấn vào một cái là mình cảm thấy đây là một em gấu bông á. Tại vì cảm giác như nó rất là mềm mại ở trong bàn tay của mình. Nhưng mà không biết em gấu bông này nó sẽ như thế nào. Xé ra một cái là đã thấy ưng rồi đó. Một bên tóc màu xanh, còn một bên tóc màu tím. Tại sao lại yêu như thế? Trời ơi, xin muốn xỉu luôn nè. Trời đất ơi, một em búp bê cung hoàng đạo với mái tóc hai màu. Công nhận là cái màu tóc này siêu đẹp luôn á mọi người. Suốt ngày hỏi mọi người về mấy cái cung hoàng đạo hoài luôn, cho nên bây giờ tôi lên mạng tìm hiểu thì biết được đây là ký hiệu của cung song ngư. Bạn nào mà sinh từ ngày 19 tháng 2 cho đến ngày 20 tháng 3 là thuộc cung song ngư đó. Công nhận là em song ngư này siêu xinh. Rồi rồi, tiếp tục khui túi mù cùng với tôi nha. Càng ngày càng ít cái túi mù rồi, nhưng mà lần sau mình sẽ làm càng nhiều hơn nữa luôn. Ok la, chọn cái này nha. Cái này rất là nhiều những cái trang trí xinh đẹp luôn nè mọi người. Và dữ kiện của em này cũng khá là nhiều, có tới 6 dữ kiện luôn, cho nên hy vọng là mọi người sẽ đoán được nha. Đầu tiên là em nó có màu hồng, rất là mềm, có lông, siêu cute, thường hay sử dụng, và đặc biệt là quái vật. Trời đất ơi, không lẽ trong này là một em quái vật? Mà quái vật thì làm sao mà siêu cute được chứ? Vậy chắc là một em quái vật rất đáng yêu. Để mình nựng nựng em nó coi sao nha. Ừ, cũng mềm thiệt đó nha mọi người. Ta-da, trời tới đây là thấy cưng cưng rồi đó nha. Tèn 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 tèn, giới thiệu với mọi người một bé quái vật màu hồng siêu cute. Trời đất ơi, quái vật mà kiểu này thì còn ai mà sợ được em. Nhưng mà mọi người có thấy hàm răng của em nó không? Đặc biệt em nó còn có cái sừng nhỏ nhỏ trên đầu nữa kìa. Đúng chất là quái vật luôn á. Còn vì sao mà mình nói em này thường hay sử dụng? Bởi vì em nó là một cái móc khóa đó mọi người. Thích nha. Tiếp theo, gói túi mù tiếp theo của ngày hôm nay sẽ là cái gì đây? Tôi cũng rất là tò mò luôn rồi. Lấy cái gói đầy những cái quả cherry này nha. Tèn 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 tèn. Đây là một cái gói túi mù với những cái dữ kiện thấy cũng khá là vui nè mọi người. Có hai con mắt, tóc màu xám, bù xù và rất là mập. U là trời, có cần nói người ta mập không? Cái này là body shaming đó nha. Nhưng mà em nó mập thiệt. Bây giờ để mở ra cho mọi người xem thì mọi người có xác nhận cho Gen biết là em nó có mập hay không á. Em nó là một bé búp bê có một mái tóc màu xám. Đó, mái tóc siêu đẹp luôn á nha. Có lẽ xem tới đây thì mọi người đã đoán ra được em nó là em gì. Đó là một em búp bê cung hoàng đạo. Và đặc biệt là em này có một mái tóc xám siêu ngầu, siêu xịn luôn. Thấy chưa, tới đây là mọi người thấy cái sự bù xù của em nó chưa? Không phải tôi vò đầu em nó đâu nha, mà vốn dĩ cái đầu tóc của em nó bù xù như vậy đó. Ta-da, bé Thiên Bình chào mọi người nha. Bạn nào mà sinh từ ngày 23 tháng 9 cho đến ngày 23 tháng 10 là các bạn thuộc cung Thiên Bình đó. Siêu cưng. Mấy cái túi mù như thế này mà mọi người làm sẵn xong rồi mình để 2-3 tuần á, mình lôi ra mình chơi, lúc đó mình quên hết bên trong có cái gì rồi á, thì khi khui ra thì sẽ rất là bất ngờ và sẽ rất là vui luôn đó mọi người. Và đặc biệt nha, đây cũng là một cách tặng quà làm cho người nhận vô cùng thích thú. Siêu tò mò và siêu bất ngờ luôn đó mọi người. Túi mù lần này sẽ liên quan đến gấu dâu Lotso. Em nó mỏng lét luôn nè, liên quan đến cái mặt, rồi dùng để che bụi và bảo vệ khỏi con virus. À mà đúng rồi nha, mùa này á đang chuyển từ mùa nắng sang mùa mưa, cho nên mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe nha, chứ còn Gen là Gen bị cảm luôn rồi nè. Đây là một cái túi mù mỏng nhất, nhỏ nhất từ trước cho tới giờ. Tèn 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 tèn. Đố mọi người đoán ra được cái gì đó nha, tới đây mà không đoán được là không chịu đâu à. Đó chính là một bé khẩu trang, và đặc biệt khẩu trang này có hình gấu dâu Lotso. Gen đã từng giới thiệu em nó trong cái video mua hết tất cả đồ của gấu dâu Lotso rồi. Bạn nào chưa xem video đó thì nhớ ghé qua xem nha. Công nhận cái khẩu trang này siêu cưng luôn, vừa đẹp lại vừa êm nữa. Và đó chính là hành trình chơi trò chơi khui túi mù cùng với Gen. Mọi người thấy cái trò chơi này như thế nào? Còn mình á là mình thấy siêu thích luôn á mọi người. Mặc dù á Gen cũng là người làm cái đó và cũng là người khui cái đó, mà mình đã cảm thấy vui thích và bất ngờ đến như vậy thì huống chi á là người làm là một người khác, mà người nhận lại là một người khác, chắc chắn sẽ còn vui hơn rất nhiều. Nếu mà mọi người sắp tặng quà cho mẹ của mình, cho gia đình của mình, cho bạn bè hay là người yêu thì hãy thử áp dụng cái phương pháp túi mù này xem thử, chắc chắn là sẽ vui hơn rất nhiều luôn đó
nha. Xem tới đây rồi thì nếu mọi người thấy thích video này thì đừng quên nhấn like video, đăng ký kênh và nhấn cái chuông bên cạnh để chúng ta gặp nhau vào lần sau nha. Chúc mọi người có một buổi tối cuối tuần thật vui vẻ và ấm áp bên gia đình. Bye bye mọi người.